bài học giúp phụ nữ vượt qua giông bão cuộc đời. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, bình yên hay bản lĩnh vốn không phải là những thứ bẩm sinh sẵn có từ khi chúng ta được sinh ra. Muốn sống thanh thản trong tâm mà vẫn giữ được khí chất tĩnh tại trước những khó khăn và biến cố của cuộc đời, phụ nữ không thể không khắc cốt ghi tâm 4 bài học chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Bất kể khi nào gặp khó khăn bế tắc trong cuộc sống, bạn đều có thể nghe lại để lấy lại bình yên trong tâm hồn và vững vàng trước mọi giông bão cuộc đời. Điều đầu tiên, bất cứ người nào bạn gặp cũng là người bạn cần gặp. Chiếc chìa khóa đầu tiên giúp phụ nữ đạt được sự thanh thản và hạnh phúc chính là luôn tâm niệm một điều rằng không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa. Tất cả những người bạn đã gặp đều là những người bạn cần phải gặp. Dù người đó chỉ đi cùng bạn một đoạn đường ngắn, hay có đem tới sự đau khổ dằn vặt, thậm chí là cả những dối lừa, họ vẫn là những người bạn cần cảm ơn. Bởi nếu không phải là sự vui vẻ hay những giây phút hạnh phúc, họ sẽ cho bạn những bài học. Đôi khi, bạn cần bị lừa dối một lần để biết cách đặt niềm tin đúng chỗ hơn. Đôi khi, bạn cần bị tổn thương một lần để biết cách trân trọng cảm xúc của mình và mọi người xung quanh. Đôi khi, những điều không như ý xảy ra không phải để lấy đi niềm tin của bạn vào cuộc sống, mà chỉ là để bạn biết cách xây dựng cho bản thân những nguyên tắc về việc kết bạn, kết thân. Ai cũng có thể trở thành người thầy của bạn, cho bạn những bài học và cuộc sống không bao giờ xảy đến những điều vô lý. Vậy nên, hãy trân trọng từng cuộc gặp gỡ và luôn giữ một thái độ hàm ơn với những người ngang qua đời mình. Vì cuối cùng, bạn sẽ luôn học điều gì đó từ họ và ngược lại. Điều thứ hai, bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Khi mọi thứ không diễn ra đúng như kỳ vọng, phụ nữ thường có thói quen hối tiếc và bắt đầu ước ao. Giá như mình đã không làm thế này, giá như mình đã lựa chọn khác đi. Nhưng thực tế, lựa chọn nào cũng tồn tại những rủi ro mà bạn không thể kiểm soát hoặc lường trước được. Vì thế, đừng hối hận và nói giá như khi sự việc đã xảy ra. Chẳng có việc gì là vô nghĩa trên đời. Hãy tin là thế để chấp nhận rằng có những việc không thể thay đổi, không thể phủ nhận, không thể ngụy biện. Đó có thể là niềm vui, là thành công, nhưng cũng có thể là thất bại, là đau khổ. Tất cả những điều đó đều giúp bạn trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn, rút kinh nghiệm để tiến xa hơn về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà bạn đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo. Thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết, sức chịu đựng lẫn bản ngã của bạn. Đây chính là cách tư duy giúp phụ nữ tôi luyện bản lĩnh của mình. Điều thứ ba, trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Khi chuyện tình cảm tan vỡ hoặc gặp trắc trở, phụ nữ có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh và thời điểm như một cách tự xoa dịu trái tim đang thổn thức của mình. Đúng người sai thời điểm là câu nói mà hầu hết ai cũng từng vịn vào để bước qua một đoạn tình dở dang. Nhưng thực tế, chẳng có điều gì là sai thời điểm cả, bởi mọi thứ không đột nhiên xảy đến hay bất chợt thay đổi chiều hướng. Một chuyện tình tan vỡ đều có những dấu hiệu rạn nứt từ trước đó, chỉ là bạn có đủ tinh tế và tỉnh táo để nhận ra hay không mà thôi. Một cuộc hôn nhân cũng không bỗng dưng nguội lạnh. Rất khó để có một gáo nước lạnh ngay lập tức dập tắt ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt giữa hai người. Vậy đấy, mọi thứ đều bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Hãy nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra trên đời không phải để đáp ứng những ý thích, ước muốn của bạn, mà để giúp bạn học cách bình thản đối diện với những chuyện bất ngờ xảy ra. Việc của bạn chỉ là thả lỏng và đón nhận những bài học mà thôi. Điều thứ tư, để những điều đã qua được ngủ yên. Để những điều thuộc về quá khứ ngủ yên trong quá khứ. Đây là bài học rất đơn giản và hết sức hiển nhiên.
Nhưng có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà việc hiểu và áp dụng lại khiến nhiều phụ nữ gặp khó khăn. Khi một điều gì đó trong cuộc sống của bạn kết thúc thì có nghĩa là nó đã làm hết bổn phận trong việc giúp bạn phát triển. Duyên phận của bạn với điều đó đã chấm dứt để nhường chỗ cho những mối nhân duyên mới phù hợp hơn với chính bạn của ngay khoảnh khắc này. Đôi khi chia tay một người hay rời bỏ một công việc chưa chắc đã là điều không tốt, bởi biết đâu đó lại là cơ hội để bạn đến với một nửa đích thực của đời mình và tìm được một công việc với môi trường và mức lương tốt hơn. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều nên học cách buông bỏ, để lại sau lưng những muộn phiền và không nhắc lại quá khứ để dành sức tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Vì bạn sẽ không thể tiến xa hơn trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc nếu luôn quay lưng lại với tương lai. Quý vị thân mến, điều đau đớn nhất chính là những gì bạn đã có thể làm được nhưng đã không làm. Có những cột mốc trong đời nếu đã qua, chính là cả đời không thể trở lại. Có những việc nếu không làm vào lúc đó, sẽ không bao giờ có thể làm được nữa. Phụ nữ phải xem hạnh phúc là một thứ trang sức vô giá và phải có. Phụ nữ đẹp là phụ nữ hạnh phúc. Hãy khiến người khác khen ngợi bạn đẹp vì hạnh phúc hơn là một lời khen chỉ vì thứ son phấn, nhan sắc trôi nhạt theo tháng năm. Phụ nữ ơi, có những lúc yếu đuối chẳng thể nào cưỡng lại được. Vậy thì yếu mềm hết hôm nay thôi, ngày mai lại mạnh mẽ bước tiếp. Bởi cuộc đời này, người càng yếu đuối càng bị người khác chà đạp. Thế nên mạnh mẽ được cứ mạnh mẽ, kiên cường được cứ kiên cường nhé. Hãy tự tin vào khả năng con người mình. Người phụ nữ mạnh mẽ luôn dám đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Với họ, cuộc đời là một hành trình không hề có đích đến. Biết ta mạnh ở đâu, yếu ở đâu để sống và làm việc. Vì thế họ có quan điểm rằng vạch xuất phát của mỗi người khác nhau, điều kiện phát triển khác nhau và tương lai của mỗi người cũng khác nhau. Dựa vào những gì mình có, cuộc sống cho mình, những gì mà hoàn thiện bản thân, sống an nhiên tự tại, thấy đủ nhưng không ngừng học hỏi. Người phụ nữ mạnh mẽ chẳng bao giờ nhìn sự thành công của người khác mà trở nên ích kỷ hay mệt mỏi. Đặc biệt, chính vì hiểu và tin vào khả năng của bản thân nên người phụ nữ mạnh mẽ không cần phải cố gắng thu hút ai. Họ tập trung cao độ để hoàn thiện mình, và rồi như hoa thơm hút mật, họ trở nên đặc biệt trong mắt người khác. Hãy độc lập, tự chủ và đi trên đôi chân của chính mình. Trải qua nhiều thâm trầm, sóng gió của cuộc đời, người phụ nữ mạnh mẽ hiểu rằng không ai bên bạn suốt cuộc đời, ngay cả cái bóng của bạn cũng có thể rời bỏ bạn lúc đêm xuống. Nên họ luôn bước đi trên chính đôi chân của mình, tranh đấu để đạt được những thứ mình cần mà không trông cậy vào ai. Trong tình yêu, người phụ nữ mạnh mẽ cũng yêu thương gia đình như bao người khác, nhưng họ biết cách cân bằng và giành lấy hạnh phúc cho bản thân và yêu thương người khác theo cách riêng của mình, chứ không phải hoàn toàn hy sinh cho đối phương. Yêu bằng trái tim, nhưng sống bằng lý trí. Vì thế người phụ nữ mạnh mẽ luôn rạch ròi giữa tình cảm và sự nghiệp đến mức lạnh lùng. Đối với họ, cuộc sống luôn được hoạch định trước. Nếu giông bão đến, cứ bình tĩnh đối đầu vượt qua. Dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, cũng phải mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục công việc còn dang dở. Bởi vì khó khăn không tự đi qua, mà chúng ta phải bước lên nó mà đi tiếp. Điều tiếp theo là sống trọn vẹn cuộc sống hôm nay. Người phụ nữ mạnh mẽ, đủ từng trải, để hiểu rằng ngày hôm qua đã qua, không thể thay đổi được gì. Ngày mai thì chưa đến. Vì thế, hãy sống trọn vẹn cho phút giây ngày hôm nay. Đó là lý do họ luôn kiên cường và nhiệt huyết cho hiện tại. Bỏ qua quá khứ, dù nó có huy hoàng hay buồn đau, và tuyệt đối không mơ mộng viển vông những thứ quá xa tầm tay mình. Nhưng hỡi người phụ nữ mạnh mẽ, có lúc nào bạn cảm thấy mình cô đơn và mệt mỏi với guồng quay công việc hối hả không ngừng nghỉ? Vì cơ bản,
Thay vì thả mình vào những cảm xúc, những giây phút thư giãn, yếu đuối nép mình bên ai đó, người phụ nữ mạnh mẽ phải tự gồng mình lên, vật lộn với cuộc sống. Mạnh mẽ đôi khi không phải là bản chất, mà chỉ là điều ta bắt buộc phải làm. Nếu muốn hạnh phúc trọn vẹn, người phụ nữ hiện đại không chỉ phải mạnh mẽ, mà còn phải có tư tưởng tiến bộ để biết đâu là điểm dừng đúng lúc, để cho mình quyền được yếu đuối đi trong khoảnh khắc với người mình yêu thương.